Vâng, nay thứ hai ngày 17 tháng 4. Thế thì chúng ta hình dung ra nhé, là ông ngoại. Ông ngoại người ta hay gọi là ông Ý. Ông Ý thì nó quạt gió là nó khác mấy ông nội. Ông Ý là quạt gió là chổng đít ra ngoài cửa sổ. À, còn đầu là chúc vào. À, nó khác mỗi cái điểm đấy. Thế còn ông nội thì lại đầu là trâu ra ngoài, đít vào bên trong để quạt. Thế thì trong đợt vừa rồi thì từ 15 đến ngày 25 tháng 2 âm thì hầu hết là đàn ông của chúng ta là bị rỗng ruột. Thế thì rỗng ruột là do tình trạng là cắt nguồn. Đấy. Thứ nhất là cái nguồn mật. Thế thì như cái đàn này chẳng hạn. Đàn này thì tôi mới mang về vẫn còn nguyên ghim. Rất nhiều bạn là nhiều bác đấy, kể cả sáng nãy một số kênh đã làm video sớm. Đấy. Vùng ở đồi keo mà ong còn xông vào cướp mật thì chứng tỏ rằng một cái điều là nguồn mật keo là chưa có. Tình trạng là nó cứ rỗng thế này nhá, rỗng như thế này, rỗng tinh như thế này, loáng thoáng tí mật thôi, chúng ta chú ý. Và ong là có chiều hướng là giảm quân do là cái nguồn tự nhiên, cái nguồn mật tự nhiên là ít, đàn ong đông lên rồi xong rồi lượng ong ra là nó về nhiều. Như đàn này thì cũng đây, cầu cũng trắng tinh hết. Và ông cũng, ông chúa cũng không đẻ. Ông chúa cũng không đẻ. Đấy. Xong hiện tượng lại cắn cầu. Lại còn cắn cầu nữa cơ. Đấy. Vì ông độ. Thế cái lượng phấn là nó ở trong bánh tổ là nó vẫn còn nhá. Đấy. Do cái lượng mật. Rồi à, thời gian thì chúng ta vụ mật thì chúng ta chật nhiều quá, đàn ong là nó cũng kém đi. Khôi phục cái tình trạng như thế này thì chúng ta phải rút cầu đi, rút cầu, bốn cầu trắng tinh hết. Để mà vẫn có thỉnh thoảng có con động to mà nó không. Trắng hết. Nguồn mật như ở miền núi mà ong còn xô vào trong đàn. Đấy, lắm kênh vịt giờ là không dám quay đàn ong. Đấy. Vì có chúng ta đã quay vét hết rồi, giờ nó sẽ trắng tinh luôn. Ong non nó ra khi nguồn tự nhiên không có là nó cắt là. Đấy. Đàn như thế này là chúng ta phải rút cầu đi. Như đàn này cho về hai cái cầu, mấy những cái cầu đen xì đấy chúng ta rút tung đi. Đấy là ở những cái trạng thái là đàn ong, ong là nó bị sút giảm. Thế còn trường hợp mà đến như cái con ong chúa này là 15 ngày vẫn không thấy đi. Mười năm ngày không thấy đi.
15 ngày không thấy đẻ gì hết. Cái đàn này là đàn một cầu này. Đấy. Đó, cấp tạo ra rồi là giờ nhìn không biết có thấy đâu không. 15 ngày chưa thấy đẻ. Vì nó mưa nhiều. Mưa nhiều. Đấy, hiện tượng là phấn là chúng ta không lo nhá. Đến đầu tháng 5 âm là cái lượng phấn ngoài tự nhiên là lúc đấy nó mới khan. Chúng ta chú ý. Để giải quyết cái vấn đề thì tối hôm qua tôi cũng tư vấn cho mọi người rồi đấy. Thì chúng ta xác định là phải rút cầu. Đấy, những cầu đen, cầu trắng chúng ta rút đi. Cho ăn bổ sung luôn. Đấy. Cho ăn bổ sung thì trong thời gian tới thì thời tiết nó nắng trở lại. Đấy. Thì nguồn mật, nguồn phấn tự nhiên thì nó sẽ về nhiều. Thì đàn ong nó đông quân thì nó sẽ hồi phục lại nhanh hơn. Đấy. Nó hồi phục lại nhanh hơn. Đây như cái đàn này. Nó hồi phục nhanh. Đấy. Chúng ta rút về thế ha. Để chúng ta cho ăn. Đây là đàn ong hai cầu. Đấy. Đàn này thì ở nhà là được quay vét xong là tôi cho ăn ngay. Đàn đàn ong là nó có khác hơn. Đấy. Đấy. Cho ăn nhưng mà cái lượng mật vẫn nhiều nhưng mà nó đẻ vẫn kém. Đẻ vẫn kém. Rồi nó mới từ từ nó đẻ lại. Có một số bạn là đẻ ra nhưng mà nó không lên trùng nhá. Nó do thiếu mật. Nó chỉ còn lại một lớp nhộng cũ như thế này. Đấy. Thì trong thời gian tới thì nó sẽ từ từ nó sẽ đàn ong nó sẽ hồi lại. Như đàn này là mà bắt đầu đẻ lại. Đấy. Nhưng mặt nhộng bên đây rất đẹp nhá. Đấy. Rất đẹp. Quay thế này nhìn nhộng. Nhưng mà nhộng tương thế này là tương đối ổn định. Lượng mật như thế là cũng toàn hai máng hai túi đấy. Như đàn này chỉ trong vòng chỉ độ khoảng tuần nữa là xây được. Chúng ta chú ý. Chứ nó không phải là do bệnh từ nhỏ đâu. Đấy. Đàn ong là nó có phải được bổ sung ngay kịp thời. Như đàn này mà các bạn ở trên vùng keo này. Đấy, là trong vòng chỉ 20 ngày nữa là chúng ta lên được 4 cầu. Có 8 thiên nhộng này chúng ta đánh một tí đã. Đấy, còn lượng ong là chúng ta phải rút mạnh tay nhé. Như đàn này là thế 4 này, về thế 2. Đấy, chúng ta nhìn này, nhộng này. Rất ok. Ong thì bắt đầu là đang hồi trở lại nhá. Rồi nó mới bắt đầu đẻ lại. Nói chung ở trong đàn mà cứ có mật có phấn thì đàn ong nó hồi nhanh lắm. Thế thì cái nói về sinh học của con ong thợ đấy. Tuổi
tiết sáp của nó là từ 12 đến 16 ngày. Đấy. Nhưng mà ông thợ mà qua cái tuổi lao động ở ngoài tự nhiên mà đến lúc già mà nó không đi được đấy, thì nó về nhà nó tiếp tục nó nuôi ấu trùng. Ừ. Và xây bánh tổ nhé. Ông già cũng xây được bánh tổ nhé. Nhưng mà đàn ông là phải có mật, có phấn ngoài tự nhiên nó nhiều thì nó xây tốt hơn. Đấy. Đây là đàn này. Đấy, cho ăn mạnh vào là đàn ông là vẫn cứ xây nhá. Nó xây ra thì chúng ta phải lựa mà tính. À, cũng có một số nơi thì nguồn mật tự nhiên thì nó thoải mái, các bạn không phải cho ăn nhưng mà ông vẫn cứ lên. Một số nơi thì đấy, thì sáng nãy thì cũng có một số bạn đã làm video sớm, nhưng mà đàn ông hầu như là ông mà đã ở, nằm ở vùng keo mà đánh nhau thì chẳng qua là ruột được cũng rỗng rồi đấy, vì nó ảnh hưởng trong cái thời gian vừa rồi mưa. Thì video hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bác hoặc các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ. Thì thời tiết nó nắng lên, chúng ta đàn ông nó mới phục hồi trở lại. Xin chào, tạm biệt.